Chào vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạn Audio Sài Gòn Lời đầu tiên, bên Hoàng Mạn Audio Sài Gòn kính chúc tất cả bác sức khỏe và bình an Chiều hôm nay, bên em lại tiếp tục về thêm được một ít Đó là những dòng dây tín hiệu, dây loa, một số dòng dây cắt mét Để cho tất cả bác cùng sử dụng cho dàn âm thanh của mình nhé Dây tín hiệu thì các bác dùng để thi công dây AV, dây Canon Còn dây loa thì các bác đấu nối từ âm ly ra loa nhé thì trước khi đi vào video chi tiết những bác nào chưa đăng ký kênh nhà đăng ký, nhấn like để ủng hộ bên em nhé Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay. Thứ nhất thì em về được tầm khoảng 200 cục chống nhiễu như thế này. Cục chống nhiễu này thì nó vừa với các cỡ dây từ 7 đến 10 ly nhá, từ 7 đến 10 ly. Thiết kế là hai lá thép non ở đây để mình kẹp vào dây, nó có chức năng là chống nhiễu nhé của hãng TDK. Và chống hiệu này thì bên em phân phối là 15.000 đồng một cục Lấy 20 cục thì em bao ship nhé Rồi, tiếp theo đi qua dòng dây uh, Loa Quảng Pro AC Dòng dây bãi của An Nha Bác Dòng dây này là dòng dây loại đồng 4.0 Đây, em sẽ quay rõ cái chất loại để cho tất cả bác cùng xem Loại đồng này Rất là tinh khiết, rất là mềm mại nhé Dây này thì nó sẽ cho một chất âm là đều ba dại cải thiện tốt nhất giải bát và trung âm bác nào muốn đánh bát chắc ấm sau mềm mại thì lựa chọn dòng dây này quay cái thương hiệu để cho tất cả bác cùng xem pro ac này đây và dây có điều hướng mũi tên nhé dây này bên em bán cực kỳ là nhiều và giá là 190.000 đồng một mét dây rất là mềm dẻo nhé rất là mềm tiếp theo em đi qua dòng dây dòng dây của đức Dây này cũng khá là mềm Rất là mềm nhé Dây này loại là 2.5 2.5 Loại đồng nguyên chất và mỗi loại như thế này là 2.5 ly Em sẽ quay cái chữ để cho tất cả bác cùng xem Dòng này thì trên thị trường nó có 2 đến 3 loại nhé Em chỉ bán loại 1 Loại 1 thì dây của nó bóng hơn Và nó sẽ rất là đẹp như thế này Và rất là mềm mại nhé Đây Summer Copper Speaker Made in Germany Cái mã số này SP225 2 x 2.5 nhé Và dây này thì bên em phân phối là 35.000 đồng 1 mét Dòng dây loại 1 nha các bác Đó dây rất là mềm Các bác về đấu cho những dàn à, tầm trung tầm khoảng 2-30 triệu Hoặc các dàn hát karaoke Các bác lựa chọn dây này rất là ok nhé Tiếp theo em đi qua dòng dây uh, à, của Ý này Dây Zoen của Ý nha các bác đây Dây này là dây rổ en của Ý nhá Dây rổ en của Ý này Đồng của nó rất là tinh khiết nha bác Rất là tinh khiết Rổ en này Rổ en Đó, made in Italy và loại này thì loại là 2.5 x 2 nha các bác 2.5 nhé 1.5 thì bên em không có bán và loại loại 2.5 như thế này thì giá bên em phân phối cho tất cả bác với một mức giá là 120.000 đồng 1 mét một mức giá cực kỳ là tốt để cho tất cả bác cùng chơi và đấu nối nhé 121 mét em về được khá là nhiều nhé dòng dây này là dòng dây nhập khẩu nha bác dù của Ý nhé dây rất là mềm và dòng dây này đường kính của nó thì không có to lắm đâu Tầm khoảng là 10 ly nhé Tầm khoảng 10 ly Tiếp theo đi qua một dòng dây của Đức Dòng dây XRC Đây là một dòng dây mạ bạc nhé XRC SP3V Spiker Copper này Dòng dây đạt đến độ 2N Dây này bán cũng khá là nhiều Dòng này nó sẽ cho một chất âm sạch sẽ chi tiết và tiếng rất là sáng nha đây tiếng rất là sáng nha các bác đồng mạ bạc rất là trắng rất là tinh khiết loại này thì bên em bán cũng rất là nhiều rồi và giá là 145 trăm bốn ngàn một mét nhé một trăm một mét tiếp theo đi qua cái dòng dây loa của đức dòng dây Jabo uh, zabo đây là một dòng dây được rất là nhiều bác đánh giá chất âm rất là hay chép và trung cao lên khá là trung thực và rất là chi tiết nhé. Zabo Audio File Gagmani Và dòng dây có điều hướng mũi tên này. Các bác chú ý trong điều hướng mũi tên nhé. Đây, loại của nó được bền xoắn như thế này. Loại của dòng này tầm khoảng là 2.7 đến 3 ly. Đồng mạ bạc rất là tinh khiết và được uh, bện xoắn lại với nhau như thế này. Cực kỳ là chất lượng nhé. Chất âm chi tiết sạch sẽ nha bác. Giá loại này thì 270.000 đồng 1 mét nhé 270 1 mét Tiếp theo đi qua một dòng dây uh, loa của hãng AudioQuest AudioQuest nhé Dòng này hết hàng khá là lâu Nay lại tiếp tục về Dây này đường kính của dây là 8 ly nha các bác Đường kính của dây 8 ly Và mỗi loại là 1.5 nhé Mỗi loại 1.5 Loại đồng nguyên chất Đồng tơ mềm mịn như thế này Đây em về được uh, khá là nhiều đấy nhé giá là 60.000 đồng một mét lấy 10 mét bên em sẽ bao ship nhé 10 mét sẽ bao ship dây rất là mềm có màu trắng sữa dây này uh, chất âm của nó đều ba dạy nhưng sẽ cải thiện tốt nhất dải chép và à, em xin lỗi nhé dải bát và trung âm bát sâu gọn và ấm nó dòng này các bác về uh, đấu cho những dàn karaoke tiếng rất là hay rất là trung thực nhé 60.000 đồng 1 mét. Tiếp theo đi qua một số dòng dây tín hiệu. Thứ nhất là dòng dây tín hiệu của hãng VKBT. Loại này uh, giá là 120 1 mét nha các bác. 120 1 mét. VKBT mã là 3 số 8 nhé. 3 số 8 này. Dây loại đồng nhé. Dây loại đồng. Nó có lớp mát chống nhiễu cực kỳ là dày này. Dây này thì uh, để cho tất cả bác cùng uh, thi công dây súp này. Dây uh, AV, dây canon cho bát rất là sâu rất là ấm nhé đây em về khá là nhiều và giá là 121 mét và em còn một ít đó là những dòng dây bại nhật dòng dây bại nhật hôm bữa bên em có quay rồi và em bán được một ít rồi còn ít nữa thôi đây ngoài cùng là một lớp mát chóng nhiều cực kỳ là dày dây rất là mềm nhé các bác rất là mềm hai loại đồng tinh khiết nhé Dây này các bác làm dây mít này, dây canon, dây AV. Đó rất là hay, rất là tốt nhé. Dòng dây bại của Nhật. Quay cái thông số để cho tất cả bác cùng xem. Đây. O53 nhé, O53. Loại của dòng này là 1.22 đây 1.25 mm nhé 1.25 còn từng này nữa thôi không có nhiều nha bác từng này nữa thôi giá là 45.000 đồng 1 mét này và đây là những bộ dây loa quân sự của Nhật. Hôm bữa em về được uh, hơn chục bộ mà em bán hết rồi. Còn từng này nữa thôi. Giá là 450 000 đồng một uh, bộ như thế này. Đồng mạ bạc nha bác, đồng mạ bạc. Đặc trưng của những dòng dây uh, quân sự bại Nhật. 450 rưỡi một uh, một đôi bên em bao ship nhé. Dây này thì uh, vỏ của nó là tép long chống cháy. Các bác đốt thì nó không có cháy đâu. Dây này thì thiết kế là đan theo kiểu Kimber 16 sợi nhé Một bên thì 8 sợi Các bác bệnh lại thì lõi của nó rất là to Tầm khoảng 3 ly nha bác Tầm khoảng 3 ly Giá 450.000 đồng Đây là bộ AV Vandenhuis Dòng DIY Bộ này 0.8 nhé 0.8 Giá là 500.000 0.8 nhé Còn một bộ duy nhất thôi Tiếp theo đây là những bộ dây uh, ba lăng này Ba lăng ra AV của hãng Canred của Nhật Made in Japan Dây rất là mềm nhé Đầu rắc cái này Dây này thì uh, giá vẫn như cũ thôi 270.000 đồng một cặp Để cho tất cả bác cắm từ uh, văng số văng cơ xuống âm ly Này, hôm bữa về nhiều mà em bán hết rồi Còn một ít thôi Và đây là những bộ dây ba lăng được cái Cũng là của hãng Canz luôn 270.000 đồng một cặp nha bác con Z mã là 1305 Made in Japan Đây Rắc chân đồng Giá là 270 000 một cặp nhé Canon ông bông sen và canon được cái thì nó cùng giá với nhau Và em có một bộ dạy AV của hãng Audio Maker Hàng full hộp nha các bác Bộ này là giá là 1 triệu 200 À em xin lỗi nhé 1 triệu 150 000 đồng nhé Bên em bao ship rồi, thì vừa rồi bên em đã giới thiệu xong những cái dòng sản phẩm bên em vừa mới về trong chiều nay. Những bác nào có nhu cầu mua sắm những dòng dây này thì liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969 569 157 nhé. Rồi, thì những bác nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký, nhấn like để ủng hộ bên em nhé. Rồi, thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.